hiểu về hành trình khách hàng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì hành trình khách hàng đó là một câu chuyện cực kỳ quan trọng mà mỗi doanh nghiệp chúng ta đều phải biết để có thể hiểu được cái mà khách hàng đang đi từ điểm A qua điểm B, rồi điểm B qua điểm C, rồi điểm C qua điểm D là những gì. Và trong quá trình đó họ đang làm những gì và họ có những cái suy nghĩ gì để chúng ta có thể cải thiện được cái quá trình làm marketing của chúng ta để dẫn dắt khách hàng, đưa khách hàng đi đúng theo cái lối của chúng ta để chúng ta dẫn dắt khách hàng đi tới điểm cuối cùng là chốt hàng, bán được hàng, gia tăng doanh số và làm nhiều câu chuyện phía sau hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của video này và trước khi đi vào nội dung của video này hãy bấm like video cùng với subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho Tân nhé. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên với cái cuộc hành trình này thì khách hàng sẽ xác định cái nhu cầu. Thì bạn phải hiểu được là khách hàng đang có những nhu cầu gì và nhu cầu đó có phù hợp với là cái sản phẩm của bạn hay không. Thì bạn hãy đưa ra những cái nhu cầu đó cho khách hàng có thể tìm kiếm, có thể thấy được. Thì thường khi mà khách hàng có cái nhu cầu thì họ sẽ tìm kiếm, đặc biệt là tìm kiếm trên Google, tìm kiếm những cái từ khóa gì, tìm kiếm những từ khóa như thế nào. Thì bạn phải set up những cái từ khóa đó, set up những cái từ khóa liên quan đến cái sản phẩm của các bạn có thể đáp ứng được cho khách hàng. Thì hãy đưa ra những cái từ khóa đó, không phải là từ khóa liên quan tới sản phẩm mà từ khóa liên quan tới nhu cầu. Ví dụ nhu cầu về chữa bệnh, nhu cầu về làm đẹp, nhu cầu về ăn ngon, nhu cầu về những cái yếu tố khác. Thì bạn hãy set up những cái từ khóa nào đó có liên quan và những sản phẩm của bạn phải phục vụ được cái yếu tố nhu cầu đó của khách hàng, mang tới những cái mà họ đang cần và có những tính năng, có những cái lợi ích mà họ đang tìm kiếm. Thì khi đó cái khả năng mà họ chọn cái sản phẩm hay là cái dịch vụ của bạn sẽ cao hơn. Sau khi xác định được nhu cầu thì sẽ đến là tìm kiếm thông tin. Như Tân đã nói lúc nãy thì việc tìm kiếm thông tin đó chính là họ đi tìm kiếm cái đơn vị nào, cái doanh nghiệp nào, cái cửa hàng nào có thể cung cấp được cho họ những cái sản phẩm đó để họ có thể lựa chọn, để họ có thể là nghiên cứu tiếp theo để quyết định tới cái việc mà mua cái sản phẩm đó hay không. Bởi vì đôi khi khách hàng đi tìm kiếm họ không biết sản phẩm đó có tồn tại luôn. Bạn hiểu câu chuyện này, có tồn tại luôn. Có nghĩa là cái nhu cầu họ là vậy nhưng mà họ không biết họ nên mua cái gì hay sử dụng cái gì cho nó thực sự hiệu quả. Thì họ sẽ đi tìm kiếm điều đó. Và khi tìm kiếm điều đó, nó sẽ ra doanh nghiệp của bạn. Đó là mấu chốt để bạn có thể tiếp cận được khách hàng. Sau khi tìm kiếm thông tin thì họ sẽ khám phá. Khám phá bằng cách nào? Khám phá bằng cách là họ đi tìm kiếm trên các mạng xã hội, tìm kiếm trên các công cụ khác, tìm kiếm trên tất cả những cái phương tiện thông tin đại chúng như là báo chí, các diễn đàn hay là trên là Facebook các kiểu. Thì có nhiều người sử dụng sản phẩm này hay không? Có nhiều người đang nói về nó hay không? Có nhiều người đánh giá tốt về nó hay không? Có nhiều người ưu chuộng nó hay không? Và cái thương hiệu bạn có mạnh hay không? Thương hiệu bạn có làm truyền thông lớn hay không? Thương hiệu bạn đã có những cái gì rồi? Họ sẽ đi nghiên cứu hết những điều này. Và 88% khách hàng là nghiên cứu rất kỹ những cái sản phẩm của họ muốn mua trước khi mà họ ra quyết định mua hàng. Bạn nên nhớ điều này. Rồi, sau khi khám phá xong thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ đi tới cái việc là kết nối với thương hiệu. Kết nối qua những cái công cụ ví dụ như là nhắn tin Zalo, nhắn fanpage, gọi hotline hoặc có thể là họ sẽ gửi email. Có rất là nhiều cách để liên hệ với doanh nghiệp của các bạn. Thì làm sao những cái việc mà liên hệ đó diễn ra được thuận lợi, được dễ dàng, được trơn tru và nó ngay lập tức phản hồi lại với khách hàng, thì cái điều đó sẽ khiến khách hàng dễ dàng chọn bạn hơn. Bởi vì thời điểm bây giờ có rất nhiều cái sự cạnh tranh hiện nay trong tất cả những lĩnh vực. Nếu mà cái sự phản hồi của bạn chậm quá so với người khác thì bạn sẽ dễ dàng đánh mất khách hàng. Điều này đã diễn ra rất nhiều và đó là thực tế cuộc sống hiện tại. Nên bạn luôn có những cái phương án để có thể hỗ trợ cho việc này. Tổng đài tự động, hệ thống chatbot hay là hệ thống email marketing đều có thể hỗ trợ cho bạn việc này. Ngay lập tức sẽ trả lời những cái tự động cho khách hàng có thể biết những cái câu hỏi cơ bản hay là những cái nhu cầu mà nó phổ biến, những khách hàng khác cũng hay hỏi. Sẽ cung cấp ngay lập tức cho khách hàng và giữ chân khách hàng lại được lâu hơn trước khi một người thật, một nhân viên tư vấn thật sự vào hỗ trợ cho khách hàng.
Còn nếu mà bạn không có bất kỳ cái gì xảy ra thì khả năng đánh mất khách hàng của bạn rất là cao. Rồi sau khi kết nối với thương hiệu thì họ sẽ đi tới quyết định là mua hàng. Trong quá trình mua hàng này thì bạn hãy làm câu chuyện làm sao có thể chốt sale được tốt nhất. Việc bạn đầu tư vào đội ngũ bán hàng, đội ngũ tư vấn viên giúp cho họ có thể giỏi hơn, giúp cho họ am hiểu sản phẩm hơn và có những kỹ năng chốt hàng đỉnh cao. Đó là những điều cần thiết cho quá trình mà đưa cái doanh số về doanh nghiệp của các bạn. Và cuối cùng đó chính là xác nhận. Việc xác nhận đó chính là cuối cùng của quá trình mua hàng nha, không phải cuối cùng của video này nha các bạn. Cuối cùng của quá trình mua hàng đó chính là xác nhận. Thì xác nhận này nó không phải là cái yếu tố mà đơn giản, yếu tố mà căn bản mà bạn có thể bỏ qua. Vì trong quá trình xác nhận này, giao hàng bằng cách nào, thanh toán bằng cách nào, hay là có đóng gói gì hay không, rồi bên bạn có những cái gì ngoài ra, có những cái gì để hỗ trợ khách hàng hay không, như là bảo hành hay là giao hàng tận nhà hay cả bất kỳ cái điều gì, thì những cái xác nhận này nó lại mang tính quyết định nha các bạn. Bởi vì đôi khi chỉ cần là một cái yếu tố trong đó, ví dụ thanh toán đi, họ thanh toán bằng thẻ tín dụng mà bên bạn lại không có thanh toán bằng thẻ tín dụng thì khả năng rớt khách hàng rất là cao. Nên là tất cả những cái yếu tố này bạn cần phải chỉnh chu, bạn cần phải cung cấp đầy đủ và bạn phải hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất để quá trình bán hàng diễn ra thuận lợi. Tân đã thấy những cái doanh nghiệp mà bán hàng không có cái việc mà quẹt thẻ tín dụng hay thẻ ATM mà lúc nào cũng thanh toán tiền mặt. Nên là khả năng mà khách hàng người ta tìm tới rất là ít và cái khả năng mà tăng doanh số của họ rất là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều người có nhu cầu nhưng họ không có tiền mặt và thậm chí là họ không quen sử dụng tiền mặt luôn. Nên là cái việc mà sử dụng cái tiền mặt như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến việc mà tăng doanh số cho cửa hàng của các bạn. Và điều cuối cùng trong hành trình của khách hàng đó chính là biến khách hàng trở thành trung thành. Vì sao biến khách hàng trở thành trung thành là một trong những yếu tố quan trọng? Bởi vì khi mà khách hàng trở thành trung thành thì họ sẽ quay trở lại mua hàng của bạn lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, thậm chí lần N. Và liên tục giới thiệu những khách hàng mới cho bạn cách miễn phí. Và cái chi phí mà để duy trì một khách hàng cũ nó thấp hơn gấp 10 lần chi phí bạn tìm kiếm khách hàng mới. Và việc một khách hàng cũ quay trở lại mua hàng, bạn sẽ ít thời gian để tư vấn hơn so với khách hàng mới, vì họ đã sử dụng rồi, họ đã tin tưởng rồi, họ đã yêu mến rồi, thì họ chỉ cần biết họ mua thôi. Họ chỉ hỏi là dạo này có chương trình khuyến mãi gì không, dạo này có ưu đãi gì không, hay là có sản phẩm gì mới ra hay không, như vậy thôi. Còn lại rất là đơn giản để bạn có thể chốt sale và gia tăng doanh số. Thì trên đây Tân đã chia sẻ cho bạn cái hành trình của khách hàng khi quá trình họ bắt đầu có nhu cầu và mua hàng như thế nào, và giải thích rất là kỹ cho các bạn và các bạn hiểu được rằng bạn cần chuẩn bị những gì, bạn cần làm những gì trong cái hành trình mua hàng này để gia tăng doanh số, để bán hàng được hiệu quả hơn. Hãy bấm like video, cùng với đó subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video tiếp theo trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần comment. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.